Phòng này em chưa tưởng tượng được là mình để cái giường với lại cái tủ vừa không, hay là chỉ để cái giường thôi? Để cái giường, cái tủ cũng vẫn được. Dạ. Tại cái chiều ngang này nếu mà ấy năng rộng phải 3m2 cũng được. Dạ. 3m2 vẫn còn đường đi này 1m mấy. Dạ. Ừ. Lý do là mình phải lót những cái miếng mủ này sao anh Hợp? Tại vì cái này là ở dưới là cát, mình dạ. nước rồi. Cái dạ. Cái mủ này để bảo vệ cái lớp bê tông cho nó đoàn kết với nhau. Đây mẫu mới hả? À, màu đẹp ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà cô Chính cùng với 5 người cháu của mình đó. Và chiều ngày hôm nay thì các anh thợ cũng đã tiến hành làm xong cái phần ở đây gọi là dĩ sắt các cô bác quý anh chị. Để các anh bịch đã bô xong hết rồi. Cái này ngày mai thì các anh sẽ đổ bê tông. Đúng không anh Hợp? Đúng rồi. Dạ. Sớm bô mà không? Cũng được, có gì đâu. Bữa nay chủ nhật cũng làm luôn anh Hợp ha. Luôn đang kịp cho Vũ mà chiều mai xuống mốt làm. À vậy là bữa ngày mai là đổ hết cái phần này. Ừ, buổi sáng đổ xong cái dỡ nhà này luôn. Dạ thì thông tin với cô bác anh chị thì cái cửa để ở tại chỗ này đây. Đó cái cửa chính để cửa tại chỗ này đây. Ở bên đây là một cái cửa sổ, cái phần này sẽ xây tường lên luôn. Xây tường luôn. Mặt dạ xây tường luôn, gắn khung bông gió luôn. Dạ lý do là anh Hợp phải làm rất là kỹ lưỡng như vậy nè, thì khi mà ở những cái cây đà ở dưới đổ vẫn đổ bên trồng bên tại đó. Chỗ này là cái mấy cây đà đúng không? Đổ rồi, mấy này thêm nữa, tăng cường thêm sắt lên. Dạ đây là cây đà rồi đổ xong rồi còn mà thêm tăng cường nữa. Dạ cặp theo cái đà này là sắt 10 đúng không? Thêm tăng cường thêm đó. Dạ rồi ở trong này là những cái dĩ sắt này là sắt sáo và để chống sụt lún. Và ngày mai này á thì các anh sẽ đổ bê tông lên đây. Đổ bê tông lên đây rồi anh Vũ sẽ xuống tiến hành làm tiền chế, làm cái phần khung tiền chế. Thì thông tin với cô bác anh chị là cái ngôi nhà này á, cái mặt dựng mà trước với lại ngay tại chỗ này nè, cổ buồng của phòng khách á, xây luôn tại chỗ này nè là đều xây luôn. Xây dán gạch ở trong luôn. Này thì dán gạch luôn nha cô bác anh chị, dán gạch thẳng lên luôn. Và ở trong này sau khi mà anh Vũ lắp lên á, các anh cũng sẽ xây gạch lên ba tấc theo cái khuôn viên của cái hết ngôi nhà này luôn. Dán gạch luôn á cô bác anh chị. Ngôi nhà này cũng khá là to anh Hợp ha. Bực. Mà bây giờ mình lên hình ngôi nhà cái tự nhiên thấy ngôi nhà này bực. Cực kỳ to chứ. Dạ. Nhưng mà hai cái phòng nó có chặt lắm không anh Hợp? Không, 2m6. Mình chia là 2m6 rồi. Phòng này 3m8. Dạ. Phòng khách thì 3m8. Chia là 2m6 rồi. Dạ. Thì ở đây anh Hợp cũng nói là làm cái cửa ở bên đây. Cái cửa chính ở tại chỗ này, cửa hai cánh. Tức là cửa sổ là cửa nhôm luôn. Cửa nhôm luôn. Dạ. Và cái lối đi là tại chỗ này anh Hợp ba? Đi hở cửa cái buồng vô đây. Cái buồng, dạ. Cái buồng đây vô đây. Dạ. Phòng thì nằm dãy đầu dưới, quay mặt lên. Dạ. Cái cửa buồng từ cái hành lang đi vô cái cửa buồng là bao nhiêu anh Hợp? Cái hành lang đi thẳng ra sau này nè. Bề ngang nhiêu hả? Dạ. Chắc là lấy cỡ 1m2 hoặc 1m4. Dạ. Nó bự rộng. Tại vì tại bề ngang này 4m5. 4m5 thì mình lấy cái này phòng này tới 3m đi, 3m thì nó cũng còn 1m5 mà như tường bọng thì cũng còn 1m4. Ở trong cái phòng này em chưa tưởng tượng được là mình để cái giường với lại cái tủ vừa không, hay là chỉ để cái giường thôi? Để cái giường, cái tủ cũng vẫn được. Dạ. Tại cái chiều ngang này nếu mà ấy năng rộng phải 3m2 cũng được. Dạ. 3m2 vẫn còn đường đi này 1m mấy. Dạ. Lý do là mình phải lót những cái miếng mủ này sao anh Hợp? Tại vì cái này là ở dưới là cát, mình dạ. nước rồi. Cái dạ. Cái mủ này để bảo vệ cái lớp bê tông cho nó đoàn kết với nhau. Nếu mà không có chảy miếng mủ á là đổ nó sẽ nó xuống cát. À. Nó xuống cát, cái chắc hậu nó xuống cát này nó không có cứng không à, giống như nhà của cô Út đằng kia đúng không? Cái nào cũng phải đổ, phải có chạy mũ mới được. Dạ. Có nghĩa là ở đây là cái nền này là cát, nên là nữ khi mình đổ bê tông để cái mũ này nó không có thấm cái xi măng xuống cái phần cát ở dưới. Cái nào cũng vậy, cái nào cũng phải đổ bê tông, phải chảy mũ nó, cho nó giữ nước, cho nó giữ nước lại, cho nó giữ nó kết dính ở trên. Anh Hợp làm như thế này là rất là chắc chắn nha cô bác anh chị. Tại vì nếu như mà không, cái mũ này là có mua có mấy trăm ngàn hả anh Hợp? 280 ngàn. Dạ 280 hả? 48 ngàn ký. Tiền sắt hết này là nhiều tiền không ta? 3 triệu mấy, gần 4 triệu. Dạ hả? Tại mười mấy cây sắt mười, có sắt mười này. Dạ. Không mười tăng cường đây. Đổ mười đã, dưới còn cây hai cây đà trên đó. Hai cây đà trên xây lên, còn hai cây đà bên đây cây bên kia cây nữa. Đà dần tường trên đó. Dạ. Ở chỗ này là mình đổ đà lên luôn đúng không? Chỗ này nè. Trên này vẫn xây lên tới cốt, đổ cái đà nữa. Đổ cái đà ngang lên. 10-20. Dạ. Đó cũng có cái đà 10-20 nữa. Cái đà gác ngang á. Thì đà ngang có đó đó. Dạ. Đổ trực tiếp trên luôn. Vậy là nó quá chắc luôn rồi đó. Tại mua ván đó, đổ trực tiếp đó. Dạ nếu như mình không đổ đà thì sao anh Hợp? Không sao, cái này sẽ nó sẽ xé nứt cái cửa buồng. Dạ. Phải đổ. Bắt buộc phải đổ mới được ha. Không ấy thì nó sẽ bị xé tường.
ý mình sợ cái này không, ở dưới cái đà rồi xong tăng cường thêm hai cây này nữa, nó như cây đà giả nó thấy không? Ở đây là một cái cây đổ đà rồi nè, mà tăng cường thêm hai cây nữa nè, tăng cường thêm hai cây trên này nữa. Để đâu nó bị xé tường đúng không? Không có, mình làm cho nó thù luôn. Vậy là nó quá chắc chắn rồi. Nên thành thử là cái anh Hợp làm á thì cái công trình nó chú trọng cái chất lượng nhiều lắm. Cái dọc này đúng là sắt 6 được, mình đi hai cái sắt 10 cặp luôn á. Tôi gánh luôn á. Hai cái đầu dưới cũng vậy, hai cái ngoài được. Để cho nó gánh hết luôn. Đó. Dạ. Nhiều quá quá. Sao dẫn hai cây qua luôn. Anh Hợp có thể nói lại cái phần chỗ này nè, để mình làm cái chỗ rửa chén cho cô á. Đúng. Cái này thì hố mở cửa ở đây ra. Mở cửa đây ra, mình sẽ xây cái miếng này chặn rồi, vô cát. Cái này mình cát xây chặn rồi nè, đúng không? Đúng, cho nó bằng hết cái khu này. Còn cái khu này là mình sửa lại, mình làm cái sân nước cho cô chính luôn, chốt cho nó luôn, cho rộng luôn. Cho cái khung gian này nó bằng thoáng cho nó rộng. Cái khung gian này nó đang bị nhô cao thấp đúng không? Mình đang bây giờ mình phải nâng lên cho nó bằng lại, bằng cho nó rộng. Còn chừa cái bậc đó để tam cấp bước lên thôi. Còn cái phần này là anh làm cho nó phẳng lại hết luôn. Vậy là cái tưởng tượng thì thấy nó cũng đẹp rồi đó, chắc sau này cũng cố gắng đóng lao phong luôn anh Hợp ơi. Cho nhà cái máy thì mua tôn giga tới đó luôn đó. Máy là cái là che luôn cái phần nhà vệ sinh ở trên này. Che luôn qua đó, đó. Đặt non rồi mua luôn. Vậy tính ra nhà cô chính là cắt lên là không ở sau này thêm 2.4 m nữa nè. Còn anh trước thêm 1.5 m nữa đó. Tôn đó ha. Tôn nó dài thêm 2.4 m nữa. 2.4 anh trước 1.5 m cái máy đóng nữa. Máy chữ nữa. Dạ. Nhiều lắm. Và thông tin với cô bác anh chị là nhà của cô chính là xài cửa nhôm hết, cửa sổ đều cửa nhôm. Lần này rút kinh nghiệm là chơi cái cửa sổ nó bự hơn đúng không? Đúng. Nó không có lúc trước là 1.2 m, bây giờ mình xài 8 tấc hả? 8 tấc. 8 tấc của nhà cô Út. Bây giờ mình xài là một trong phòng thì nhỏ, mình xài 1.2 m được. Có coi rồi inox luôn, nhôm inox luôn. Dạ. Bộ vậy inox. Rồi bây giờ bữa nay hôm trước là thấy là một cái những cái gian nhà lộn xộn, hôm nay tự nhiên cái lên hình lại cái thấy nó nó khác liền ha. Mơ dỡ nhà nó giờ mới thấy ghê nữa. Ngày mai này là tiến hành dỡ cái phần đổ này, chiều dỡ nhà. Sáng đổ này chiều dỡ nhà nó luôn. Trời rủ xuống nó làm được. Có nhiều cô bác anh chị nói tội nghiệp mấy anh thợ là mấy anh làm cái thay gì là thợ hồ là làm cái phần hồ thôi, thì dỡ nhà đó là các anh tự làm luôn, coi như tốn gần hết buổi sáng rồi. Ông dỡ nhà cũng tính dòng đi dòng lại cũng ngày gửi 2 ngày đó. Tại bữa đó dỡ cũng cả ngày rồi. Dạ. Bữa đó dỡ 2 cái này cả ngày. Dự tính cái công trình của mình là bao nhiêu ngày nữa xong? Vũ xuống làm chắc 2 ngày. 2 ngày mình phải nghỉ 1 ngày. Tại đang dựng mình đâu có làm được. Chắc mình vũ coi nha. Mình chắc khoảng chắc cỡ mình chắc khoảng 5 ngày nữa mới đổi. Ồ vậy hả? Có nghĩa là 5 ngày là từ bắt đầu từ ngày mai nữa hả? Là 5 ngày hay sao? Ngày mai là như bỏ đó. Là mình còn khoảng 5 ngày nữa. Biết sao? Tại vì xây cái này lên. Xây này lên rồi dán gạch rồi tô. Rồi còn làm bê nữa. Rồi cái này xây cái mái này lên nữa. Nó hơi lòng gì đó. Mọi cái chung chút nó tốn công lắm. Có nghĩa là còn xây lên rồi tô rồi dán gạch rồi còn thêm đổ đà nữa, mấy cái dấp nữa nên thành nữa nó hơi bị lòng. Em bây giờ tự nhiên em nảy sinh ra một cái ý tưởng như thế này nè. Nếu như mà cái vách phòng này mình ngăn mình đổ đà ấy, cái đà nó chịu nổi không ta? Sao? Nếu cái đà này mà nó xây tường hết là nó chịu nổi không? Hay là phải làm thêm? Nếu mà làm bình thường, nó đổ rồi là kẹp lên tường bình thường. Đó. Nếu mà làm giả là được bình thường. Đó. Nhưng mà nó cái này mình đổ đà cây cột nó sẽ dẫn lên bình thường. Vậy hả? Nó là đồng tiền nó rẻ mà đều không an toàn nha. Nói chung là an toàn mà đều nó không có bền á, đổ bền nó sẽ xé được. Có nghĩa là mình đổ thì lên nhìn vẫn thấy đẹp đó đúng không? Xây gặp vẫn thấy bình thường. Nhưng mà sau này thì 1-2 năm nó sẽ tự động nó xé tường. Có nghĩa là mình muốn cho cái nhà nó vững thì cái mình móng nó phải chắc. Móng đàng hoàng, móng hết mới đổ đà. Nói gì là muốn lên tường lên được bình thường, cái gâu lên bình thường. Có nghĩa là anh Hợp chia sẻ như thế này cô bác anh chị. Ngôi nhà này có thể cũng đà như thế này cũng có thể lên bình thường. Nhưng mà ở vài năm có thể là nó bị xé tường. Nên xây gạch, tại vì xây gạch với làm tôn nó cũng tương đương nhau thôi. Nhưng mà quan trọng cái phần đà, cái công với công hộ nhiều hơn. Công hộ nó nhiều nhưng mà cái phần đà nó phải chịu nhiều. Thành nữ là nó phải tốn nhiều hơn so với cái phần tôn. Tôn này dựng lên thì cái đà này nó có thể gánh nổi. Bình thường. Dạ nhưng tại mà nếu chỉ mình chỉ liền bình thường. Dạ. Còn nếu như mà là xây tường lên thì mấy cái đà này mình phải gia cố thêm rồi phải làm công thêm, nó phải mọi thứ thì chi phí nó phải phát sinh rất là nhiều. Ngày mai cái này là đá này hồi sáng mình gãy như là chi anh Hợp? Mình gãy vô mình chặn miếng mũ đựng cho gió bay.
Dạ. Thì mới đổ bê tông vô nó cũng có chắc hầu dính bình thường, không có gì. Tại mình đổ cấp mới đầu mình chảy mũ á. Chảy mũ mình gãy đá lên cho nó chặn cái mũ lại lên cho nó bay. Thấy mọi cái chung chút nó cũng kỳ công ha. Chứ không phải là muốn làm cái ngôi nhà là làm sao làm cũng phải có dự toán dự tính ở trong đó để cho nó đủ đồ an toàn. Cô Út ơi, ở cô Chính ơi, qua đây gặp cái cô Chính. Mọi cái chung chút vậy mà phải nó cũng lâu ghê. Buổi chiều hôm nay là ngày chủ nhật nha cô bác anh chị. Mà các anh cũng phải làm luôn để ngày mai này tiến hành các anh đổ để chiều ngày mai là anh Vũ sẽ xuống đây. Rồi sao? Thấy nhà mình rộng không? Nhà rộng chứ. Ngồi cứ đứng kế anh thợ đi. Rộng không? Bây giờ sức khỏe của cô sao rồi? Có nói đạo sức khỏe thì em nói định được. Nhưng hôm qua thì mệt, bữa nay thì nó khỏe dễ ngồi chơi vậy đó, bình thường vậy đó. Mà nhiều khi đêm hôm thì nó hơi mệt chút xíu. Mà đi tại vì đâu có dám uống thuốc nam. Ê, ông đâu dám uống thuốc Tây. Dạ. Phải uống thuốc nam. Nó nóng. Thuốc Tây nó nóng quá đó. Dạ. Ôi, bữa nào mà uống thuốc Tây nhiều là rồi bữa đó là khỏi ngủ. Nó nóng khó chịu, cái uống thuốc nam không, ngày nào cũng nấu lá thuốc đủ được uống hết trơn. Cô muốn dán gạch màu gì? Dạ, lấu gạch này là đính màu gì mà chính? Thì thấy thợ làm sao mà coi được, là tôi cũng coi được gì là tại vì mình đâu có đòi hỏi gì được. Tại vì mấy chú cắt coi là tôi quá mừng rồi đó. Rất là cảm ơn nhà. Dạ, như ý thích là hỏi cái màu, thích cái màu gì á, dính chứ không có gì. Như mấy chú thích màu gì là tôi thích màu đó thôi chứ đừng có... Hồ gì để bồ hồ thích đi, còn không dính. Hồi nào tới giờ đúng theo đâu có làm gì được, nhà sang ca rộng rãi gì đẹp đẽ gì đâu. Giờ yêu cầu mấy chú là biết được, vậy là tôi quá mừng luôn kìa. Đêm hôm ngủ cũng không có sập sò hoài, nhớ trời ơi, ước gì có nhà gì rồi là mừng lắm. Để có con cá nó còn nhỏ, kệ cho con nó che nắng che mưa đi. Chứ nó còn nhỏ thì cho nó có nhà mà mới sang ra cho nó ở. Chứ sao giờ mình, không, là cái nhà là tôi có khả năng làm rồi đó. Nói thiệt, nếu mà mấy chú có kịp thời giúp làm bà cháu thì ở nhà dọn đi đó. Chứ không có tiền đâu mà làm, thì cái bệnh như vậy rồi cái làm được đồng tiền nào đó. Ăn gạo thì ăn gạo có bên mạnh tùng phương từ thiện con. Tiền con vậy đắm lúc người ta đưa cho vài trăm thì xài vài trăm vậy. Thì bây giờ có con cháu Thảo nó về thì nó có chưa gọi được tiền đồng nào đâu. Nó để tới đủ tháng thì nó ứng cho 1 triệu 2 triệu cho má uống thuốc. Nghe cha con vậy rất là mừng lắm đó. Mà nó không biết, nó nghe bữa hôm nó nói chú nói nó thiếu nợ 20 triệu thôi. Trời ơi, vậy chắc nợ đó là ta lừa nó đi bán rồi chứ chắc nó chuột có thân nó về. Cái chuyện đó thì để từ từ phân xử sau đi, chứ giờ cũng đang xây nhà lu bu. Còn chỉ tha thiết là nếu như mà em Thảo mà xem được video clip này thì có thể sắp xếp về 1-2 ngày để mà phụ giúp cô, chứ giờ mình cô là nuôi 5 cháu mà phải ngủ ở trong cái chòi ở trong kia nữa. Rồi bây giờ bệnh hoạn lỡ ví dụ như cô yếu ốm đau mà mấy đứa bé như thế này nó đâu biết gì đâu. Nó đâu biết gì đâu. Nó là nữ là phải phụ giúp mẹ mình chứ. Chứ bây giờ giao phó mẹ mình mặc cho trời đất rồi sao biết được đâu nói. Cái đúng không? Nó có nói cho đi về nói mẹ ráng để con làm. Mới vô làm thì nghĩ sợ anh ta phiền vậy đó, ta nói mới vô làm. Cũng phải nghỉ thôi, nhà có việc thì mình cũng phải nghỉ 1-2 ngày. Để làm được tháng mấy gì nó xin phép chủ gì chơi với là cổ là giúp mẹ dàn cửa gì đó. Mà bây giờ cô hỏi cô nè, tưởng tượng ngôi nhà mình có mấy phòng chưa? Chú nói 2 phòng, tôi cũng tính 2 phòng gì đó. Yeah. Cô muốn mấy phòng? Bà cháu chắc 2 phòng được rồi. 2 phòng được rồi. 1 phòng khách nữa còn được rồi. Dạ. Để tiết tính đi. 4-5 đứa nó ngủ 1 phòng đi. 4 đứa nó ngủ 1 phòng, tôi với thằng này ngủ. Dạ, cái này 2 phòng, trong này 2 phòng của chính. Dạ. 2 phòng, 1 cái phòng khách nữa. Và như đấy có sau này có giường để cái phòng khách này ngủ vẫn được bình thường, 1 cái. Ở trong này là 2 phòng. Dạ. Còn cái sau này là cái bếp. Dạ. Cái bếp. Dạ. Trời ơi, ước gì được. Ủa, con tính hỏi cô Chính như thế này nè. Cái nơi thờ ngoài trước á, khi cắt nhà xong con thấy ở cô chú, nhà của cô chú người Khmer đó là có một cái trang thờ ở trước, đúng không? Ở trước nhà đó. Ở thỉnh ở chùa đúng không? Cái tháp. Đó người ta có tiền ta mua, mình không có thì thôi. Dạ, cái đó kêu cái tháp thờ. Cái đó như là cái đó là mua hả? Thỉnh. Đó là mua đó. Dạ mua hay thỉnh nè. Mua thỉnh là mua. Ờ đúng rồi đúng. Mà có sư lại làm phép không? Cái đó là tùy theo, có người ta thì thỉnh, mình không thỉnh yêu cầu cái ngày rằm hoặc là 30 gì cái đám cưới chùa là được. Dạ vậy hay. Cái đó là đâu phải ít tiền. Dạ. Mấy triệu bạc. 5 triệu gì. Ồ. Cái tháp đó hả? Tháp đó tại vì nhỏ, đó, ở gần đây nè. Dạ cũng thấy gắn nhóc chứ.
chứ mình không có tiền thôi đốt đó. Vậy là mình thắp hương là ở ngoài trời thôi, có thắp trong nhà không? Mưa thì thắp trong nhà thôi, ngoài trời thì mưa ướt thì sao đốt thắp được. Nhưng mà có cái tháp là thắp ở ngoài trời được đúng không? Còn bây giờ không có cái tháp là mình phải thắp ở trong nhà thôi. Nhà con thấy có tháp đó. Đúng rồi. Vậy là có cái tháp đó là tháp ngoài trời mà chỉ những hộ khá giả mới có thôi. À, tại vì biết không, tại vì có trong bếp mình thắp trong bếp vẫn được. Dạ đúng rồi, có cái tháp thì mình thắp trong đó vẫn được. Mình mưa này ngoài đó thắp ở đó thì nó úp. Đúng rồi, còn cái tháp mình thắp ở trong được. Đúng rồi, thấy chứ. Tháp nhỏ nhỏ đó. Tại vì đó có nhà ta khá giả, thế chứ thì ta mua còn mình có yêu cầu có miếng kén đông gì đó. Đốt đèn cầu trời cầu Phật cũng tới à. Dạ dạ. Chứ còn gì là đất tốt đẹp, cái đó là tại người ta có tiền, người ta làm. Thì bây giờ quan trọng tiền kinh tế của mình có tiền thì mình làm cho nó không, cũng chính nó cũng hay. Đúng rồi. Được, không có thì mình đốt sau dạ, cũng lên tới rồi. Trời dạ. Thì người ta giàu người ta sống thì tiền to tiền lớn, mình nghèo mình sống tiền nhỏ cũng bị ghen như thôi mình thử. Rồi bây giờ có muốn mua không? Mua gì cháo tụi nó rồi nó đập nó lấy cây nó bắn cái gãy cái gì cái mấy cái cái kiến trúc đẹp lắm, qua dân không mà qua dân ta làm cái kiểu vậy vậy đó cháo tụi đúng 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 mấy ông này ông đứa bé nó quậy lắm. Tại nít mà đâu có ấy được đâu. À thôi đi con hỏi cô vậy đó. Cô nói cái câu rất là hay đó là bây giờ cũng tới à, thắp hương cũng tới, cũng tới à, nghèo mình thắp hương cũng tới. Bây giờ muốn nhà tường hay nhà tôn? Tường tôn thì yêu cầu có nóc, nóc ở nóc trên là kinh đáo được. Vậy là có cái nóc thôi, khỏi cần có vách đúng không? Dạ. Thôi đừng, không có chết ta, không có chết là người ta khỏi hổ luôn á. Sợ ma lúc đó xuống thấy trong sợ ma nó chạy xuống mồ rồi. Nè thông tin với cô Chính á, anh Hợp ảnh sẵn làm luôn cho cô Chính cái cửa này nè, đi thẳng vô nhà vệ sinh luôn. Yeah. Trùm đến ngày vệ sinh đi vệ sinh không có sợ bị ướt nữa. Ôi yeah. Sao ngay chỗ cái lu nước đó, chừng nữa mình dời ra. Rồi yeah, mình yeah, nước xuống như thế này, ấy lên ngược lại. À đặng cho chống cái khu vực đó chống ra vô rửa chén bát rồi rộng. Rửa chén rồi cho rộng. Ừ. Thôi bây giờ tính hỏi ý kiến của cô Chính để mà chọn cái màu gạch. Màu cô Chính bây giờ còn mấy đứa bé nữa. Ừ. Thì thôi chắc bây giờ con với anh Hợp á đi chọn màu cho cô Chính nha. Chọn màu vậy vậy đi, được cái sáng bóng quá, nó quẹt một cái thấy tè lè luôn rồi. Có nghĩa là không chịu màu trắng đúng không? Được cái chuyện mặt trắng mà vừa mấy đứa này coi giò nó vậy đó thôi. À, nó bị dơ. Dơ. À. Luôn cái màu cho nó sạch sạch ha. Rồi nó lượm màu sạch rồi biết rồi. Dạ. Thế đừng cái trắng bốc rồi cái. Không có trắng nha, không có trắng. Lơ nó cái giò đó, nó có mang dép dép có dép chứ không rồi cái tháng mùa khô còn đã có tháng mưa rồi, ổng cậy dặm ra mưa ổng cậy vô nhà. Đâu có thời gian đâu mà la nó. La được đứa rồi tôi còn đứa, la được đứa này còn đứa kia vậy. Không thấy gì chứ gắn chừng 3 năm nữa là nói nghe hết là lớn rồi. Ừ, chừng 3 năm nữa. 3 năm á mình không có nói. Cái tụi nó biết nghe cũng mừng sợ 3 năm nó bọc tánh theo ta nó rồi cho nó đi. Ông xin tôi thấy cha ta mặn sao lại gửi cho nội ngoại, nó gửi cho ngoại gì đâu, gửi tiền cho ngoại. Ngoại đỡ, sợ thiếu kim ngoại cho con, có tiền cho con xin tiền. Ngược lại, ngược lại, ngược lại. À, từ từ cô dạy nó thì nó cũng nghe lời thôi. Còn cái thằng này nó cũng nghe được, còn cái thằng kia rồi vô phương cái thằng áo đỏ này. Còn cái thằng này nó hỏi ông này sẽ giặt được, này biết làm đó, biết làm. Thấy làm gì làm thấy. Nhưng mà nhỏ quậy vậy lớn lên xiên lắm. À. Nhỏ mà ít quậy lớn lên thì lười. Nói con có ví dụ ngoại có nhà được nhà đẹp rồi mẹ con về. Con có vô nhà không? Đúng hay con không cho mẹ con vô, con nói con ra, ra, ra. Để ra, qua nó bắt, vô, nó không có, con cho ra. Ờ, mày nói cái miệng mày nói, cái mỏ mày cho hơn đàn bà gái nữa. Con cho ra. Ở cái cửa hàng gần đây không cô Chính? Dạ. Đồng trên này, gần đây hả? Dạ, cửa hàng lớn, đồng trên xíu. Ừ. Có được cái là ở đây vật tư bán giá nó cũng ổn ha anh Hợp ha. Thôi thì bây giờ chắc có lẽ là cô Chính đến bữa cơm chiều rồi. Chiều nay ăn cơm gì? Nấu một bữa chị sẽ đã dành ăn sáng chiều. Sáng chiều luôn. Chứ không có cái gì. Cũng đơn chiếc thôi, cải nấu sáng chiều quá cũng được. Ăn với gì cô Chính? Không gầy có cá ta cho. Tôi chưa ăn cơm nữa tại vì cô Chính à, thôi bây giờ cũng buổi chiều rồi. Con với anh Hợp cũng tranh thủ đi lên đó lựa gạch cho cô Chính để kịp vài ngày nữa chuyển vô. Giống như lúc giống nhập cốt quá. Đặt cháy chờ rồi cái bị đùng lại cái thời gian nữa. Thì thông tin với cô bác của anh chị chiều ngày mai á thì anh Vũ thợ sắt á sẽ xuống đây sáng mốt làm. Và sáng mốt các anh sẽ tiến hành làm khoảng chừng 2 ngày, sau đó anh Hợp có là đi sớm về muộn. Còn anh Vũ là khoảng 2 ngày là xong rồi. Ôi, vậy hai cô Chính ha, con với anh Hợp đi.
Dạ. Này là mẫu mới. Này mẫu mới hả? Ừ. À, màu đẹp ha. Này 50 hả anh? 50. Ừ. Màu gạch này thấy dễ thương nè anh Hợp ơi. Nó không sáng lắm mà nó cũng không bị tối á. Nhưng màu trắng thì không phù hợp với cô. Ấy dạ, ấy dạ. Họ một là thích cái màu này hoặc là thích cái màu này. À đúng rồi, hoặc là màu này nhất. Ừ, đúng rồi. Họ thích màu này. Vậy cho màu này đi anh Hợp ơi. Ừ, cái màu đó Hợp lấy anh ta. Rồi lấy nó nè. Ồ, oh, màu này thấy đẹp anh Hợp ơi. Còn là mình thích cái màu này. Dạ yeah. Bây giờ cái màu này thì nó giống như gạch dán tường quá. Anh hiểu không? Gạch dán chứ không phải là gạch lót. Cái màu này đi, thấy màu này đẹp á. Anh thấy sao? Được, màu được. Màu thấy nhiều quá, không biết nó chán không. Nó bị chán hả? Lấy cái màu tôi bỏ xuống. Cho em chọn gạch cái nha chị. Chị người Việt hay người Khmer? Không có em tư vấn. Chị người Việt hay người Khmer? Ở cái này bên như vậy mấy người đó thích không, mình không biết. Thì theo em thấy bán đây thì cũng nhiều người. Dạ, chính người Mỹ hay cũng đúng người cũng quan trọng. Đâu anh để cái gạch kia xuống anh à? Cái màu này lên sau thấy nhiều quá không biết sao á, một miếng thấy nó đẹp. Một miếng này thấy nó đẹp nhưng mà nhiều quá nó sợ chối. Nãy là mấy cái màu xanh này. Màu xanh là màu cẩm thạch. Ừ. Đúng không? Cẩm thạch. Ừ, còn ngoài kia là cái như hộp già thôi nha. Dạ. Không, cái này không chịu, cái này nó... Cái này là men không chị? Men 50 không? Dạ men, men 50. Men. Này cũng... Theo chị thì thấy thích màu nào hơn? Em thấy thì... Ở chị cầm đi, để em lên cái em bước thường đi. Mới rồi chị... Không, nhưng mà hỏi thiệt, chị thích màu nào? Màu xanh nhiều hơn đúng không? Ông bà nãy cũng thích cái màu xanh, bà nói ý cái màu xanh. À, nãy thôi màu này. Ờ lấy màu này đi. Màu này dễ thương. Cái màu này một màu thì được nhưng mà nhiều vô là sợ nó bị chối. Thôi lấy màu xanh này đi. Dạ. Ờ tới gạch dán anh Hợp hả? Lấy cái hình chung chung. Chị hỏi cái phần gạch giả gỗ không để cho em biết. Cái gạch thường thường là cái gạch 50 là cái giả gỗ. Cái giả gỗ mà nó cứng tiền hay cái loại gạch dân không chị? Cái này rẻ nè. Mà ở đây khu vực này em cũng bán được nhiều. Cái giả gỗ này, này là cái giả gỗ đậm. Đậm hơn nhưng mà thì ở đây khách ưa chuộng những cái màu như vậy. Ừ. Thôi em thấy cái màu gạch này được rồi. Cái này giờ giá mét cả nhiêu chị? Đây. Em lấy cái này có 5 mấy mét này nha, 4 mét à, 4 mét à. Ờ, mấy gì tiếp thì chị biết cái chị lĩnh. Cửa hàng siêu to luôn. Ở đây cũng nhiều thứ để chọn quá ha. Thật ra thì mọi chuyện này để cho chủ nhà hoặc là anh Hợp cùng nhau gợi ý để mà chọn màu gạch. Hôm nay thì thôi Bùi Hồ cùng với anh đi chọn luôn. Chín tấm. Cái 30-60 chị. Đây. Ờ lấy cái hàng chung không? Chung vừa vừa thôi. Ờ tại giá này cái từ lên có 1 mét rưỡi nha. À, chứ không có dán hình trên hình. Anh lựa đi những mỏng em đi. Dạ. Yeah. Dạ. Cái lựa mỏng em. Cái này 30 hả? 30-60 hả? 30 là nằm ngang hả? Có thì dán gì nè. Tại đây từ ở dưới này lên đây là 1,5 mét đây đúng không ta? Đúng anh Hợp? Mình không có xài này, cái này để dán mặt tiền á. Dạ thì dùng để dán mặt tiền á. Dán mặt tiền theo cái khung kia. À. Còn ở nhà mình là ngạn con dán cái này lên nó không có gì. Nó bị lỗi đúng không? Lỗi thời đúng không? À. Cái nhà mình là gắn cửa kéo. À. Là mình gắn nó hợp lại hơn. Dạ. À, còn cái nhà này mẹ con cái cửa bên cửa sổ bên. Nó không còn thấy cái chỉ nó đẹp. À, không có, ở trước thì dán hết mà cái ở trong nhà thì dán không có chữ gì để mình nổi á.
quá nhiều mẫu ha. Cái này được không anh Hồng? Ví dụ như thế này. Cái này. Cái mình có dán á, là mình dán là cái này. À, đúng rồi. Dán lên 4 miếng này. Rồi tới miếng này cuối. À, không có 4 miếng này riêng miếng này à. Cái này là ghiên. Cái này là ghiên. Cái đó thì lâu mình cho ghiên thôi. Ừ. Cái này như là cái hình vậy đó. À. Mình dán nào? 1 2 3 4 miếng này nè. Ờ, à, em thấy này đẹp nè. Đúng không? Vừa vừa có hàng liền. Hay là mẫu này anh Hợp? Cái đó thì đá không kiếm đâu, cái đó dòng. Cái này dòng cao. Cao cấp hả? Đó. Cái này có liền hả? Cái này cũng đẹp chứ. Cái này cũng đẹp không? Dạ. Nè, ở dưới mình dán lên đó, gì đó. À 1 2 3 4 người tới này nè đâu đúng không? À, mình hết luôn 5 mét rưỡi, 3 5 15 mét rưỡi là tới 4 miếng này. 4 miếng trắng. Với là một miếng chỉ ngang này. Không có ít gì tại số lượng mất em gì. Với lại mẫu này ở khu vực này không không sáng không được. Cũng sáng mà mẫu này cũng sáng. Cái mẫu này với mẫu bên kia sao? Cái mẫu hồi nãy em chỉ. Mẫu này nó hơi ngà hơi đúng không? Hơi giống như giả đá đúng không? Giả đá mà cái mặt đặt này số lượng mình ít rồi, đặt cũng chờ. À phải chờ đúng không? À. Thấy nhà tình thương mà chơi vậy không cao cấp không vậy là quá đỉnh. Thật ra là gạch thôi mà mỗi một viên nó có rất là nhiều loại giá đúng không chị? À, chứ không phải là không phải là dễ đâu. Vậy là chỉ có hai loại con gạch dán dán phòng sao ta? Ồ dán mà trước mặt phòng á, phòng khách á. Khách này đi điên tông này luôn chứ sao? Ở điên tông luôn. Tông tông ở ngoài luôn. Đúng rồi. Vậy là hợp lý rồi. Thôi vậy lấy này đi. Anh em mình quyết định lấy này với lại màu trắng xanh hồi nãy. Rồi. Vậy được không? Cái này là có liền đúng không? À. Còn cái kia là đặt và phải mất chờ. À. Thì mẫu nào chị tư vấn mà có liền mình cầm đặt thì mình lấy liền. Vậy nó dễ tại mình xuống rất là phải phải gì đâu mà. Nói chung là mỗi thứ một chút cái giải độ đó nhiều giá trị. Giải độ chị đặt rồi. Cái này hả? Hiện này bằng giá. Bằng giá mà. Bằng giá nhau. Đó chứ không phải là giả gỗ rẻ hơn nha. Có nhiều người nói là trời bộ không, gạch giả gỗ rẻ. Nó mắc hơn chị, mắc hơn cái hàng trơn này hay là cái giả gỗ mắc hơn đó. Giờ em cho anh bằng giá đó, anh cứ chọn màu nào cứ chọn. Nhưng mà bình thường là chị bán mắc hơn không? Đúng rồi. Không có cửa hàng nào mắc hơn đó. Mắc hơn, chị nói đúng, mắc hơn. Rồi lấy màu đó ha. À anh đang là ứng thử. Dạ. Tẹp không? Ồ kỹ trời, kỹ rồi ha. Sáng. Rồi lấy này đi. Cái gạch này 50 là nó mắc hơn 40 đúng không? Đúng, mắc hơn. Thì có 8 mấy ngàn chứ nhưng à. Như vậy là xong rồi đó đúng không anh Hợp? Vậy là mình quyết định lấy này đúng không? Lấy màu xanh ngọc này đúng không? Lấy màu xanh này với lại cái kia. À, bây giờ như vậy là xong rồi đó cô bác anh chị, cho cô bác anh chị biết luôn. Tại vì cái công trình này là anh Hợp anh nhận bao tiêu hết những cái này, nên thành thử là ngày hôm nay để chiều lòng cô bác anh chị thì Bùi Hồ cùng với anh Hợp cũng đến đây để chia sẻ cái clip lựa gạch này cho cô bác anh chị. Thế thôi cứ coi gì cô bác anh chị nói là gạch giả gỗ thì nó rẻ hơn mấy gạch kia, làm hổng gầy mấy anh em bị lao quá trời.